Xin chào cả nhà nhá. Xin chào cả nhà luôn nha. Rồi rồi rồi. Dạ. Bữa nay em chơi lớn luôn rồi. Chơi lớn vụ gì nữa anh? Bây giờ thôi lắc bột cua. Anh có cái trò này chơi lắc bột cua chưa không? Chơi anh. Hôm nay đón cá rồi, bữa nay bầu. Hôm qua Mon chơi lớn cục thịt phải không? Dạ. Rồi bữa nay đón thử cái gì? Trái bầu. Trái bầu sao ăn? Trái bầu lớn. Cái này sáng mình cũng có mua được. Đây hai con cua. Trời trời chơi lớn dữ trời. Cái này cua biển. Tưởng hai cua đồng chứ. Cái này cua thịt. Sáng thì cái này á mình cũng có mua được hai con cua. Bữa nay mình nấu cái lẩu cua nha. Với sẵn ở nhà mình á cũng mình thấy có được mớ mồng tơi á. Nó mồng tơi xanh giòn luôn. Chèo luôn. Ừ. Có gì mớ bùng bí nữa. Chưa, có nè đó. Cái này á, mình gom được một cái cây ớt á. Cái cây ớt mình hái được như đây là nhiều lắm. Đó, mấy cái đọt ớt hiểm nè. Đọt ớt nó có dính mấy trái ớt chọc nữa. Cái này để lát mình nhúng vô ăn chung á. Đó, dưới đây có mớ rau nữa, bông bí nữa. Để lát mình ăn kèm. Trời này, cái rổ rau này là thèm rồi đó. Mấy cái mồng tơi này á, nó tốt cái ghê luôn á. Nó bò mà bò dây á, mình lặt nè. Đây mình có lặt thêm mấy cái trái nha. Đó, cái này mấy cái trái mà chín chín màu đen đen hồi nhỏ mình cũng thường hay chơi á. Mình chơi mình bóp cái nó xịt giống như ra cái màu tím tím màu mật vậy á, màu mật á mà nó dính tay rồi không ra. Đó nè, cái trái mồng tơi nè. Rồi bữa nay thì sẵn ở nhà mình cũng có cái quài chuối sáp á, mình cắt theo một nải đó, để lát cái mình nấu chung. Bữa nay là mình nấu lẩu cua biển, mà cua biển mình nấu chao nha, với cái củ khoai môn. Cái này lát mình sắc ra, cái là cái mình chiên sơ đó. Anh ơi, bữa nay em có hàm bữa nay chơi lớn thêm cái nữa đi. Chơi gì? Mình thả cua xuống ruộng mình bắt. Thôi, không chơi đâu. Con cua này xuống. Mình cắt cái cọng dây ra luôn. Thôi, anh không dám bắt nó đâu. Cua đồng thì còn dám bắt, chứ nó là không dám bắt rồi. Cái càng nó bự cái ngón tay nữa. Cái càng nó bự hơn con mặt của cua môn nè. Đó. Trời ơi, nguyên một con đó là bự luôn. Đó, nhìn giống cua môn không? Đó, hai càng. Trời ơi, hai càng đã chưa? Lát anh cho con này bự nhất nè. Con này bự nè. Cái này bây giờ để anh em mình mần á. Cái chân nó cũng thịt công luôn anh. Mần. Giờ để anh bầm mớ sả này để lát cái mình ướp chung cho nó ngon á. Đây mình cũng có mấy cái thép sả nè. Này có sả vô nó thơm. Sả với tỏi à. Để anh bầm này xong anh đâm tỏi với hành tím á. Dạ. Lát mình ướp vô cho nó ngon. Ê còn mấy trái dừa nữa mon. Ôi bữa nay là mấy anh em mình nấu với nước dừa nha cả nhà. Cho nó ngọt khỏi nói luôn. Cua đã ngọt rồi thêm nước dừa. Ôi gạch không. Ồ. Cái này anh em mình chặt ra làm bốn nha. Cái để mình ướp cho nó dễ á. Em kết cái càng á đó. Kết càng. Có cái càng kia cái nãy anh em mình mần á, cái nó xong cái nó bị sứt luôn. Rồi. Để mình ướp cái. Ở đây thì mình cũng có đâm tỏi với hành tím với ớt vô nè. Bây giờ để mình cho cái chao vô á. Để mình cho miếng chao vô. Ủa, chao này thơm. Cái này là mình xài mấy cái cục chao đó không? Cục chao. Cái gì à? Cua đại dương nấu chao. Cua đại dương nấu chao hả? Chứ không phải cua Bắc Kinh nấu chao. Cua đại dương em đem ra ngoài kinh ăn. Rồi giờ anh em cho vô ớt. Cho dừa rồi. Lát thiếu mình cho thêm á. Tại cái chao này thì nó mặn. Để mình cho tí đường á. Cái lát mình còn cái nước dừa. Ừ. Với tí bột ngọt vô. Cái này nãy phải mình cho vô trong cái tô chao á. Mình trộn luôn cho nó thấm thì. Cái đường bột ngọt á. Đường bột ngọt á. Cái chân của nó cũng thịt không luôn. Ồ, cái càng nè. Bự bằng cái bản mặt em luôn. Mới bằng bản mặt hả? Đây thì mình cũng có sắc ra được mớ chuối nè. Với khoai môn. Cái này thì tí nữa anh em mình chiên á.
chuối này thì mình lấy chặt cái hoài, trúng cái hoài nó sắp chín rồi nè. Cái này chỉ cần bỏ hoài nắng bữa, cái qua bữa sau là chín rồi. Mà nó sắp chín vậy ăn nó ngon dẻo á. Đúng rồi, hơi chuối sáp này hơi hờm hờm á, cái mình nấu ăn ngon. Cái chuối này ngoài chợ cũng có bán nữa, bán nãy mười mấy 20 ngàn. Mà ta như ta luộc sẵn mà. Đúng rồi, kiểu như sáng không có gì ăn á, thế mình ăn luộc xong cái mình để kiểu như để cho nó nguội á, ăn cho nó dẻo nó ngon. Giờ cua này cái mình ướp mình để đây tí xíu đi, giờ anh em mình qua chiên cái chuối với khoai môn để nó để ngoài gió nó đen. Hãy cho nó vô. Cái này á mình chiên sơ á, cái lát cái mình gắp nó ra cho nó hơi vàng vàng. Cái này mà lăn với bột quá anh. Lăn bột rồi. Ôi chiên ăn cũng ngon á. Mấy cái miếng chuối nó chín hết rồi. Chưa. Để cho nó vàng cái miếng chuối luôn nè. Dạ. Để miếng chuối sắp chín á. Mà luộc mấy chuối ăn ngon. Ở đây thì anh em mình cháy tỏi với cho thêm tí xả vô á cho nó ngon. Này có xả vô nó thơm. Có gạch cua nữa nè Mon. Gạch cua màu đỏ nha. Rồi xả vô nó thơm á. Cái món này không giờ thiếu xả được. Rồi mình cho cua vô nha. Cho cua vô mình săn cho nó cái này rất ăn tráng rồi. Gạch nồi luôn. Đút củi vô, tắt lửa. Đỏ đây hả? À, để anh cho nước dừa vô. Anh tráng này miếng. Cái gì cái sao? Cái này anh em mình xài nước dừa nha. Ôi, lấy nước dừa ngọt chịu gì nổi. Ở đây thì mình cũng có tráng vô cái thao nè. Rồi ở đây mình cho luôn cái khoai môn với chuối vô luôn nha. Cái cua này thì nó cũng mau chín á. Rồi để nó sôi lên rồi cái mình nêm nếm lại. Rồi nhìn nó hấp dẫn. Chưa chín. Mấy càng cua nổi lên kìa. Chút cho hai cái luôn. Rồi để đây sôi đi rồi cái mình nêm nếm lại. Cái này chín rồi nè. Đó, giờ để anh em mình vớt cái bọt ra và cho ra cái nồi. Này thì hồi nãy anh em mình cũng có nêm dặn thêm tí bột ngọt vô nữa, với miếng đường nữa, với miếng bột ngọt. Nãy giờ hai cái mai nó thấy cưng không? Hai mai à. Nổi lên. Để mình cho ra cái nồi lẩu á. Nóng quá nóng. Ăn chuối không? Có ăn, trời ơi, chuối ăn cũng ngon á. Thôi ăn chuối rồi khỏi ăn cua ha. Cũng phải nửa con cua chứ. Nửa con cua hả? Để anh vớt kìa. Ủa cái càng kìa. Đó ao hả anh? Cái kiểu gió nó tạt tới tạt lui á. Nóng. Cái này để anh em mình, giờ anh em mình cho ra cái nồi lẩu nha. Xong rồi lên thưởng thức. Còn cái càng không anh? Còn để anh vớt kìa. Còn nè. Luôn. Một nồi cua luôn. Để anh cho nước rồi. Ở bữa nay anh em mình có cái chén bự nha. Cái chén có bông luôn mấy triệu ha. Có bông. Để anh cui ra nó. Nó sôi nãy giờ á, mình để vào đây cái gió đó, nó kiểu như sôi không có sôi ồn lên mạnh. Nó hỏi anh đàn quá. Ở đây thì anh em mình ăn với có rau thì đọt rất hiểm nè. Với bông bông bí. Ở đây thì mình chấm với chao nha. Chao mình có cho ra. Để anh múc miếng. Này thì anh em mình ăn với bún. Cua nó bò lên nó ngó kìa anh. Chưa, để anh cho mấy cái này. Sáng anh có hái nè. Cái gì anh? Này.
Rồi sáng mình cũng có hái được mấy trái ớt này, nó thả vô cho nó nổi lên. Rồi thả vô lát nó ngọt chịu gì nổi trời. Để anh cho mà nhúng mới cái này vô. Cái này mà phải thêm được mớ màu đỏ nữa là nó đẹp hả anh? Ớt này là nó có kèm thêm mấy trái ớt nữa. Mấy trái ớt hả? Mấy trái ớt non. Cái này rau này nó nhúng nó cũng lẹ. Nên cho em miếng nước này. Này anh em mình nấu với nước dừa không à? Dừa, hai trái dừa, hai con cua nó ra nữa. Hai. Mình gấp miếng rau nè. Đó, thấy rau ngon quá. Này tái nè. Ừ. Rồi mời cả nhà nha. Rồi thứ gì mà chịu nổi trời. Nước này sao anh? Cái nước của nó ngọt, rồi cái thơm mùi, cái mùi chao quá. Mình có thêm sắc, thêm sả nữa. Nó thơm. Nãy giờ ngồi cuối gió nó thơm quá trời. Đó, anh kết mớ đọt ớt hiểm nè. Nó ngon. Nhúng vô nó vừa tái á. Mình chấm mình ăn luôn. Đó, khoan. Mình cho thêm mấy trái anh tái này nữa. Trời ơi. Cái đồ ớt này thì nó thơm. Nhà có mấy cái ớt này. Húp mấy cái húp chén nước lẩu đã. Giờ thử cái gì? Thử cái gì được? Thử cái càng đi. Để làm cái càng cho. Nó ngó lên nhìn em nãy giờ nè. Cái này Kumon có đập giùm mình nè. Cái càng nó cứng lắm. Nguyên một cục thịt luôn. Nguyên cục thịt luôn hả? Đây anh chấm vô này nè. Trời hết nguyên cái luôn trời. Thịt nó chắc lắm, mình chấm với chao á. Ngon. Để ra anh đập cho cái càng này. Đây anh cho miếng rau vô. Có bùng bí rồi nữa. Hồi nãy anh chưa trụng cái nè, được mới rau này ngon, bông bí rồi nữa nè, đồ ớt đồ, trời ơi không, mà cái đồ ớt này á mình ăn mấy cái lẩu vậy nè nó ngon lắm, mình nhúng nó tái tái lên nhà nó cái đồ này ớt. Chắc chắc nhà mà trồng nguyên một vườn ớt mới đủ ăn đó. Cái đồ ớt nó ăn ngon dữ dằn luôn á, thơm. Vô ăn rồi mất. Dạ. Múc trước đi mất. Nãy giờ mày nuốt cái miếng rồi cực luôn. Cái chao á, nấu lên cái nó thơm. Gặp gió quậy thổi vô nữa. Bữa nay gặp gió quậy sao nó thổi vô nữa. Thấy gió hôm trước á, thổi á, cái có mấy cái lúa nó che lại nó bớt. Nè nè, em thử miếng đồ ớt. Nè nè, lấy trái ớt nè hả? Mặn lắm. Ở đây có trái ớt non nữa nè. Anh ơi, nhìn nè. Xin mời cả nhà nha. Để cái mai này ra đi cho múc nó dễ. Cái mai này ở trong đây gạch không á? Nấu bằng nước dừa á, nó ngọt. Cua ra rồi, đã. Là phải chuối rồi. Nè anh, cái càng này. Ăn đi, có chưa? Để em cố bên này.
hết chỗ rễ. Cắn không được mới cho cái càng này nè. Cứng lắm. Anh cắn không muốn được rồi, đứa em sao không cắn được. Cắn mai mai đi thay cái răng khác nữa. Dài à. Cái này mà mới em ấy á, chạy ra ruộng cái em kiếm mấy con cua đồng á, mà mấy con cua càng bự em thả vô luôn. Ôi nó cũng ngọt vậy lắm anh. Anh kiếm miếng chuối mà. Chuối nó chìm hết. Ừ, cua nằm không? Mấy cái chỗ này nó dễ em. Nó không cứng á. Dạ. Người bên cua này nó thịt không à, mấy cái que này cũng thịt nhiều chứ. Cái thân nó mềm. Rồi nhìn vô thịt không à. Gấp mấy cái rào này để nó rụt á, cái đồ ớt này mà nó rụt là không ngon. Ê, tụt mót tụt một cái bíp rồi, có mấy cọng cải hả? Chìm nước rồi. Để về một miếng. Có mấy cái đồ ớt này nó thơm gì đâu. Nó kèm theo mấy cái ớt nhỏ nhỏ á. Càng mệt. Càng không dám ăn. Rồi phải lát đập cái à. Chứ cái càng cái vỏ nó cứng. Bự mệt. Thôi. Bự chả luôn. Chèm cái nước để mấy cái rào nó rụt. Không gấp ra, lát anh gấp á. Kiếm em cho là chỗ nào để nó nguội á.
chỗ nằm đây nè, bên chỗ anh nè. Thật không luôn á anh. Rồi, cũng đầy cái chén luôn. Cái kè này em cho ra. Bữa nay hai anh em mình ăn trúng cái con cua này á, nó thịt không à, mà nó chắc nữa, nó không bị ớp á. Con này em cắn vô thịt không là cái nhà thịt không luôn. Để nha anh. để bên này nè. Cái bông nằm nãy giờ dưới nó nóng. Đây là miếng chuối. Thôi tới đây anh em mình cũng xin kết thúc video đi nha. Rồi hẹn gặp cả nhà video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Nhớ like, chia sẻ cả nhà.